Bên lề hội nghị tham tán thương mại phía Nam 2016 và cũng nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 40 năm thành lập công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, ngày 23 tháng 2 2016, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú, trưởng đoàn cùng các tham tán thương mại Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại nhà máy sữa Vinamilk Bình Dương. Theo lãnh đạo công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, nhà máy sữa tại Bình Dương là một trong 13 nhà máy lớn nhất của Vinamilk có công suất 800 triệu lít sữa trên một năm, được đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Nhà máy có công nghệ tích hợp và tự động hóa hoàn toàn hiện đại bậc nhất của ngành sữa trên thế giới hiện nay. Lãnh đạo công ty cũng cho biết, sau 40 năm hình thành và phát triển, từ vài cơ sở do chế độ cũ để lại, đến nay Vinamilk đã phát triển thành một tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam. Năm 2015, Vinamilk đã sản xuất ra thị trường được 6 tỷ các loại sản phẩm sữa, đạt doanh thu hơn 40.222 tỷ đồng, khi ngành xuất khẩu đạt hơn 5.300 tỷ đồng. Hiện các sản phẩm của Vinamilk đã có mặt tại 42 thị trường trên thế giới, với các chủng loại đa dạng từ sữa bột, sữa nước, sữa đặc, kem, nước trái cây v.v. Đặc biệt, Vinamilk đã vươn xa ra thế giới với việc mạnh dạn đầu tư nhà máy tại New Zealand, Mỹ, Ba Lan và Campuchia. Tại buổi làm việc, Vinamilk đã cung cấp những thông tin về năng lực sản xuất, chiến lược xuất khẩu, định hướng đầu tư và đồng thời cũng mong muốn các tham tán cần tập trung hơn nữa vào xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường giúp Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung ngày càng phát triển. Các tham tán cũng cho biết sẽ luôn sẵn sàng cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu tiêu dùng tại các quốc gia do mình phụ trách. Với những gợi ý của các tham tán, năm 2016 này, Vinamilk cho biết sẽ tập trung vào nghiên cứu thị trường Lào, Myanmar, các nước khu vực Trung Đông và Châu Phi.